từ bé đến lớn mà không cho tiếp xúc với xã hội mà mang ra đi thi thì không thi được. Đấy. Thứ nhất là nó rất cảnh giác với người lạ, thứ hai là khi mà ra chỗ đông người nó rất là hoang mang. Thứ ba là ra những cái chỗ mà nó có tiếng động lạ hoặc là nhạc loa đài ở mầm to hết cỡ thì nó cũng rất là sợ. Thế thì chúng ta phải rồi hello. Xin chào tất cả các bạn thân mến nhá. Thì trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái buổi chuyển con cún về Quế Võ Bắc Linh. Đây con cún đực này. Cún đực này là em là nhân vật chính của ngày hôm nay đây nhá. Cún đực vẹn vàng. Cũng như thường lệ thì trong cái buổi nhân tiện cái buổi chuyển cún làm video cũng chia sẻ một cái thắc mắc mà rất nhiều bạn cũng đã gửi đến cho Hùng rằng là em có nuôi một con chó mà không hiểu sao người lạ đến nó cũng chơi mà nó không sủa. Cái này thì cũng do nhiều cái nguyên nhân, do là cách sinh hoạt cũng như là cách mình dạy dỗ con cún con ấy các bạn. Nếu mà cái con cún mà các bạn nuôi mà nó trưởng thành rồi mà nó gặp ai nó cũng mừng đấy, hoặc là người lạ đến nhà thì cũng chạy ra mừng đấy, thì nó cũng có nhiều những cái nguyên nhân mà làm nên con chó nó có cái sự thân thiện như vậy. Thứ nhất ấy là đầu tiên phải nói đến là con chó nó có bản chất, con chó đấy là nó bản chất con chó nó có cái tính thân thiện nhá. Đến cái thứ hai quan trọng nữa là quá trình chúng ta mà nuôi dưỡng con chó nó nên trưởng thành ấy, thì ở một cái nơi mà rất là đông đúc, thậm chí chúng ta thả rông con chó nó ra ngoài nó chơi, nó tiếp xúc với những người lạ rất là nhiều đấy, hầu như là hàng ngày như vậy, cuộc sống của nó là như vậy, tiếp xúc với con người, kể cả người lạ cũng vậy. Thì trong cái quá trình nó lớn lên thì con người nó xuất hiện hiển nhiên xung quanh nó là cái chuyện bình thường. Thì nó có phản ứng gọi là cắn sủa hoặc là có thái độ gì mà ra đe dọa đến con người cả. Đấy, đấy là cái do là cái cách mình nuôi dưỡng thuần hóa cái con chó như vậy. Thì cũng có cái thứ ba nữa là khi mà con người lạ đến chơi, tức là hàng xóm hoặc là những người mà thân quen của mình, anh em họ hàng thân quen, thì cũng hỏi lăng từ hồi các bạn nuôi con chó nó nhỏ thì người ta cũng đã đến chơi rất là nhiều lần rồi, mà con chó này nó rất là nhớ. Những cái người mà đến chơi nhà một vài lần nó sẽ nhớ mặt nhớ hơi các bạn nhé. Những người đó người ta lại cũng lại thân thiện, người ta quý cún nữa, thì vô hình dung là con chó nó quý những cái người khách đó, lại nhớ những người khách đó và quý những người khách đó là như là người trong nhà. Thế còn quay lại là con chó mà nó gặp người lạ mà nó cũng ra nó chơi nó mừng theo Hùng thì cũng không vấn đề gì các bạn nhé. Thì vì chúng ta thường ấy là chúng ta mục đích nuôi chó bây giờ là làm bạn là chính, chủ yếu là làm bạn, cho nên là khi mà chúng ta nuôi con chó mà nó hung dữ quá thì cũng rất là nguy hiểm đấy. Thứ nhất là mất bạn, thứ hai là gặp người đi đường hoặc trẻ con hoặc ai mà vô tình đi qua cổng qua cửa mà nó lại thấy lạ nó chạy ra mà nó lại ngoạm vọng người ta một cái thì rất là nguy hiểm đấy. Cho nên là các bạn cũng không phải lo cái việc mà con chó có người khách đến mà nó lại ra nó không cắn sủa mà nó lại mừng, nó lại chơi cùng với người khách của gia đình ấy, thì cũng không phải đáng lo đâu các bạn nhé. Để mà khắc phục cái tình trạng này thì rất đơn giản thôi. Đấy là do cái nhu cầu của mỗi một người nuôi cún. Đấy, có người thì muốn nuôi con cún làm bạn thôi. Không quan trọng là nó bắt trộm hay không. Thực tế là các bạn là bây giờ chó không bắt được trộm được các bạn, chỉ có trộm bắt chó thôi. Cho nên là nếu mà các bạn muốn khắc phục cái tình trạng mà người lạ đến mà nó vẫn ra nó chơi và nó không có cái phản ứng cắn sủa, thì thứ nhất là chúng ta khi đón cái con cún con về đấy, chẳng hạn như cái tầm nhỏ nhỏ như này, tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rưỡi như này, thì ngay từ đầu thì chúng ta hạn chế cho xã hội hóa thôi, hạn chế cho tiếp xúc với người lạ các bạn nhé. Đấy, chỉ có người trong gia đình thôi. Đối với những con chó mà nó quá thân thiện thì chúng ta cũng không cần phải là huấn luyện cho nó xã hội hóa, không cho nó cần phải ra những chỗ đông người làm gì cả. Có bằng cách là chúng ta cách ly con chó với những người lạ, hạn chế cho ra chỗ đông người nhé các bạn nhé. Từ khi mà chúng ta bắt về nhỏ như này mà nó không được tiếp xúc với nhiều người lạ này, không được xã hội hóa ở chỗ đông người này. Đấy, thì khi mà nó trưởng thành lên thì nếu mà gặp con chó nó thân thiện thì nó vẫn thân thiện, nhưng mà gặp mà những người lạ mà đến cửa nhà qua cổng thì có thể nó vẫn có cái phản ứng là có phản ứng là cắn sủa đấy, để báo động là có người lạ đến. Nó ở mức độ như vậy thôi. Gặp những con chó mà nó cảnh giác cao ấy thì chúng ta là phải điều chỉnh cảnh giác cao là như nào. Có những con chó mà nó rất là cảnh giác ngay từ lúc nhỏ ấy, mà gặp người ấy, là nó đã cắn sủa mạnh rồi, hoặc là nhìn thấy người lạ là nó sợ, nó chạy tụt vào trong nhà, nó không dám tiếp xúc với người lạ. Đối với những con chó đó thì chúng ta lại phải là tích cực xã hội hóa con chó và cho tiếp xúc với người lạ ngay từ lúc mà nó còn nhỏ đấy. Mà chúng ta đón về nuôi ấy, thì chúng ta cho làm quen với xã hội, cho ra ngoài chơi, cho làm quen với những cái người xung quanh và những cái người lạ đấy, thì
sau đó là con chó nó sẽ giảm bớt cái tính cảnh giác và cái tính hung hăng đi. Gặp con chó mà nó thân thiện thì cũng không đáng ngại các bạn nhé, cũng không phải đáng lo quá. Đây là những cái cách mà khắc phục những cái con chó mà nó quá thân thiện hoặc những con chó nó quá dữ dằn. Qua cái video này thì Hùng cũng chia sẻ cùng các bạn là cái những cái tính cách của con chó như vậy. Nên là nuôi một con chó thì chúng ta cũng phải biết điều chỉnh cái tính cách của con chó. Đấy. Chẳng hạn như là nuôi con chó mà chúng ta muốn cho bất cứ có giống chó gì, sau này cho muốn cho nó đi thi, đi sâu trong các cái cuộc thi ấy, thì ngay từ bé chúng ta phải huấn luyện. Thứ nhất là phải cho nó tiếp xúc xã hội hóa. Nhiều người cũng không hiểu cái từ xã hội hóa. Xã hội hóa là chẳng qua là chúng ta cho nó ra ngoài xã hội này đấy, và vào những cái chỗ đông người để cún làm quen với cái chỗ đông người, không có sự nhút nhát mà khi gặp người lạ, hoặc là không có sự sợ hãi mà khi ở cái chỗ đông người ồn ào. Thế đấy là cũng là sự luyện tập các bạn nhé, tất cả là do luyện tập hết. Chứ còn nếu mà con chó mà chúng ta cứ giữ rốt ở trong nhà từ bé đến lớn mà không cho tiếp xúc với xã hội mà mang ra đi thi thì không thi được. Đấy. Thứ nhất là nó rất cảnh giác với người lạ, thứ hai là nó khi mà ra chỗ đông người nó rất là hoang mang. Đấy. Thứ ba là ra những cái chỗ mà nó có tiếng động lạ hoặc là nhạc loa đài mầm to hết cỡ thì nó cũng rất là sợ. Mọi cái tính cách chúng ta phải rèn luyện. Đấy. Qua đây các bạn có thể rút cho mình những cái cách mà để huấn luyện con chó. Thứ nhất là giảm cái sự hung dữ của nó là một này. Thứ hai là ta huấn luyện cho con cún đánh động cắn sủa khi mà có người lạ tới. Ở trong này thì hôm nay thì có cái con cún này về Quế Võ Bắc Linh này. Đấy, trong video trước mình chia sẻ thì còn mấy cún nữa, nhưng mà cún đen thì cũng về nhà mới rồi. Cún đen Hùng cho về nhà mới rồi. Còn cún này thì chắc là sang tuần Hùng sẽ gửi này. Bạn này bạn sang tuần bạn ấy mới đi công tác về. Còn một cái cún đực vẹn nửa nữa, vẹn nửa mà cùng mấy cái đàn con bạch hổ cái này nữa thì hôm qua cũng về nhà mới rồi. Đây, hiện tại thì cún này này có chủ rồi này. Cún này hôm nay về nhà mới thì còn ba cún nữa. Thì đây cún này là cún cái. Cún này là cún cái vẹn bạch hổ này. Đấy, con này thân thiện lắm. Đấy, còn đâu là đây, con này con cún cái vẹn kem này. Đấy, em này, em vẹn kem này. Đấy, đây, mặt em đây sáng sủa luôn. Con này thân thiện lắm. Cứ rào hồn hít suốt này. Mày còn đây một em này nữa. Em này là em đực. Đây. Đực đây, em đực vẹn hổ. Đây còn ba em nữa. Em đực này to này. Trời, nó trèo. Đấy thì qua cái video mà chuyển chó về Quế Võ Bắc Linh thì Hùng cũng chia sẻ các bạn một cái vấn đề như vậy. Giờ thì cũng đến giờ rồi. Hùng vừa cho cún ăn rồi, giờ chơi rồi. Bây giờ đến giờ rồi thì Hùng cho cún vào trong sọt, cho cún ra bến xe. Thì các bạn nán lại trên màn hình theo dõi cái hành trình mà Hùng đưa cún về nhà mới xem ra làm sao nhé, các bạn tham khảo. Ôi. Con này bé mà thân thiện lắm, chứ không phải hôn hít thôi. Khi các bạn nuôi con cún này cũng Phú Quốc cũng vậy đấy, các bạn cảm nhận là cái sự gắn bó của nó với mình rất là thích luôn. Rồi thì cho cún trong sọt nhá. Sọt này nhá. Các bạn nào lắng lại trên màn hình để theo dõi hành trình được cún về nhà mới nhá. Ok. Đây rồi, cho anh gửi con chó về đấy, sáng anh điện đấy. Quế Võ. Cún đã ra bến xe rồi nhá. Hùng gửi cún ở văn phòng gửi hàng của bến xe. Alo. Chỗ quen, chỗ tin tưởng này. Cún về nhà mới thì Hùng luôn chúc cún là mạnh khỏe và thật hạnh phúc bên anh chủ mới. Và bạn nào có quan tâm đến con giống Phú Quốc bên Hùng thì có thể là liên hệ với Hùng. Số điện thoại cũng như là số Zalo Hùng để trong cái phần mô tả của video đó. Hùng sẽ gửi video chi tiết cụ thể báo giá từng cún một để các bạn tham khảo. Bạn nào mà quan tâm đến các cái video Hùng chia sẻ kiến thức về chăm sóc con chó Phú Quốc ấy thì có thể ủng hộ Hùng bằng cách là ấn đăng ký kênh. Và nhớ là ấn vào cái nút hình quả chuông ấy để khi Hùng ra video clip mới thì các bạn có thể nhận được ngay.
Nhưng và video Hùng cũng xin kết thúc ở đây và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.